Những năm gần đây, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ phát triển vượt bậc, trong đó không thể không kể đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được mệnh danh là thành phố công nghiệp, du lịch và dịch vụ, Bà Rịa Vũng Tàu sở hữu vị trí đắc địa tiếp giáp các kinh tế trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, đồng thời còn là cửa ngõ tiến ra biển giao thương với các tỉnh trong nước và cảng quốc tế. Với bốn lĩnh vực kinh tế chính: dầu khí, du lịch, hải sản, dịch vụ cảng, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương có mức đầu tư dẫn đầu cả nước. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ ba cả nước về số vốn đầu tư FDI, chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Một trong những yếu tố giúp Bà Rịa Vũng Tàu phát triển mạnh trong những năm qua chính là sự đột phá trong phát triển hạ tầng. Kể từ khi tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 mở rộng, khoảng cách di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu rút ngắn một nửa thời gian so với trước đây. Đặc biệt, sắp tới đây, khi tuyến giao thông bến lức Long Thành đưa vào sử dụng, sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, đường hầm xuyên biển nối Cần Thơ, Vũng Tàu, v.v. Việc khơi thông dòng kết nối không chỉ thuận lợi với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mà còn rất dễ dàng kết nối với miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, Bà Rịa Vũng Tàu còn có cảng quốc tế Cái Mép là một trong 19 cảng trên thế giới có đủ khả năng tiếp nhận những tàu siêu lớn. Rồi dự án sân bay quốc tế Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa Bà Rịa, v.v. đang được quy hoạch và từng bước hoàn thiện hình hài. Ngoài yếu tố hạ tầng, theo phân tích của các chuyên gia, Bà Rịa Vũng Tàu có lợi thế hơn so với nhiều địa phương khác là hội đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, là địa phương duy nhất phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đủ các yếu tố phát triển công nghiệp và du lịch nhờ có bờ biển đẹp trải dài hàng trăm km, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng trù phú. Dự kiến trong thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở thành đô thị cảng lớn trong nước cùng với Hải Phòng, trung tâm logistics, trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước. Với kế hoạch rõ ràng và tốc độ phát triển nhanh chóng, Bà Rịa Vũng Tàu đã chứng minh được tiềm lực của mình. Chính vì thế, thị trường bất động sản Vũng Tàu đang là một điểm nóng được các nhà đầu tư cả nước săn đón. Do đó mà diễn biến thị trường bất động sản Vũng Tàu giờ đây sôi động hơn bao giờ hết. Nắm bắt xu hướng phát triển đó, công ty Sago Real cho ra mắt dự án khu dân cư Sago City Vũng Tàu, tọa lạc tại Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với lợi thế nằm trên khu đồi cao, không khí trong lành mát mẻ như thành phố Đà Lạt, gần hồ và núi cao, Sago City vô cùng thích hợp là một nơi nghỉ dưỡng cho gia chủ, cùng nhiều tiện ích hiện đại và môi trường sống trong lành cho bạn không gian yên tĩnh và an ninh sau những thời gian làm việc căng thẳng. Khu dân cư Sago City sở hữu địa thế phong thủy độc đáo. Dự án khu dân cư Sago City mang lại cho gia chủ nguồn năng lượng dồi dào, vượng khí sinh tài lộc. Sago City sở hữu vị trí đắc địa khi nằm giữa trung tâm hai tuyến đường huyết mạch của thành phố là quốc lộ 51 và quốc lộ 56, cách sân bay quốc tế Long Thành 24 km, tiếp giáp gần các khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Nhân Trạch, cách vùng biển Vũng Tàu chỉ 20 km, gần dự án lọc dầu Long Sơn, 100% vốn đầu tư của Thái Lan. Đây đều là những địa điểm rất thuận lợi, có tiềm năng để phát triển về kinh tế cũng như công thương nghiệp. Bên cạnh đó, dự án Sago City còn sở hữu nhiều tiện ích khác từ các dự án trường học, siêu thị, trung tâm văn hóa, bệnh viện, v.v. Cụ thể, chỉ mất 10 phút để đến trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, trường mầm non, trường học các cấp 1, 2, 3. Trung tâm thương mại tỉnh Bà Rịa, Cấp Bắc tỉnh Bà Rịa, trường cao đẳng Đại học Sư phạm Dầu khí Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sân vận động Kim Dinh. Nằm trong khu quy hoạch đất nền tại phường Kim Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự án khu dân cư Sago City được giới chuyên gia bất động sản đánh giá cao về tiềm năng đầu tư sinh lợi nhuận đối với các nhà đầu tư. Hội tụ đầy đủ cả ba yếu tố về chính trị, kinh tế và sinh thái. Khu dân cư Sago City đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm lớn của mọi gia đình để tìm cho mình một nơi an cư lý tưởng hoặc giải pháp đầu tư sinh lời hiệu quả với mức giá vô cùng hấp dẫn, pháp lý minh bạch rõ ràng cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, càng khiến cho khu dân cư Sago City trở thành dự án để các nhà đầu tư gửi gắm. Dự án khu dân cư Sago City trong tương lai chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Sago City, thành phố xanh, sống an lành. Sago City, đầu tư hôm nay, vững chắc ngày mai.